sau những gì mà xảy ra. Đây là một bé cưng hút vào một con, không có đứa con trai độc thân nào trong cái làng này chịu lấy được hút đâu. Em thì không nghĩ như vậy. Em nghĩ mình không nên dụ dỗ như vậy. Chuyện thân thuộc của cưng hút. Chị đã tha thứ cho em từ lâu rồi, Julia. Thật sự thì chị không có ý nhắc lại chuyện cũ đâu em ạ. Chị rất chi là đang lo cho cưng hút thôi. Những gì mà em nghe được về con trẻ Na, anh nè, này. Đấy đó. Cũng biết như vậy thì đã ơn thần linh. Nhưng chị chỉ tin đó là sự thật khi đặt tận mắt nhìn thấy cưng hút. Sợ mọi người lo lắng nên chắc chắn là con bé sẽ không nói ra bất cứ điều gì. Nó sẽ che giấu mọi chuyện để gì ta nghĩ đây là gì chúng ta nghe được nhiều giờ đó. Nó sẽ không cho cơ hội nuôi gì cả. Em ơi. Làm như vậy. Em hết sức.
em mở cửa minh minh quát cho gì? Ờ. Hư đấy. Ai hư? Mở cửa minh ra. Minh quát cho. Đây chính là cơ hội để chúng ta đưa ra quyết định.